Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ hai ngày 5/9/2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài thành phố Hồ Chí Minh, đài Đồng Tháp và đài Cà Mau. Chúc các bạn may mắn và hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.